cô em dâu hơn 30 tuổi bị bệnh chết đi. Trước khi mất, cô này đã trăn trối yêu cầu chồng hai điều. Một, xin chồng đừng tục huyền, cô không muốn con mình có mẹ ghẻ. Hai, cô chết rồi không được thiêu mà nên bảo quản thi thể trong ngăn đá để cho chồng con đều có thể đến nhìn. Chồng cô thuận miệng hứa đại, nhưng cô chết 3 ngày thì đem thiêu, 8 tháng sau ông cưới vợ kế. Không bao lâu, cô vợ hai này toàn thân bị bệnh, mà chứng bệnh giống hệt cô vợ quá cố đã mắc phải. Sau đó, cô vợ mới còn tỏ vẻ rất sợ ánh sáng, cứ trốn vào chỗ tối. Phòng lúc nào cũng đóng suốt, ngay cả cửa sổ cũng cho dán kín. Bệnh viện chẩn đoán là bị bệnh tâm thần. Bà Dương hỏi tôi có phải là hồn của cô vợ trước đang gá vào hay chăng? Tôi nói, đúng vậy, cô vợ cũ hiện đang trách chồng là em trai bà, không giữ lời hứa, chẳng chịu thực hiện các điều cô ta yêu cầu và dối lừa cổ. Vì vậy mà cô ta trút giận vào cô vợ kế. Bà Dương hỏi, phải làm sao để hồn cô em dâu chịu bỏ đi? Tôi nói, bà đã là cư sĩ giữ giới ăn chay thì có thể tự mình ở nơi nhà em trai siêu độ vong linh cho em dâu. Hãy vì cô ta tụng 3 bộ kinh Địa Tạng, cầu cô siêu sinh thiện đạo. Trước bàn Phật, bà lập linh vị cho cô ta, thành khẩn tụng kinh 3 bộ, khẩn cầu Phật lực gia trì cô giảng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Nếu chẳng có phương tiện gì, thì trước tiên chỉ cần quỳ tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày 1 bộ là ổn. Bà Dương ngay tối đó bắt đầu tụng kinh siêu độ. Đến sáng ngày thứ tư, tôi đang tỉnh tọa, đột nhiên nhớ đến chuyện bà Dương, thầm nghĩ. Chắc bà ta đã tụng xong 3 bộ kinh rồi, nên cũng muốn quan sát nhìn xem hiện thời em dâu bà đã siêu độ hay chưa. Ngay tức khắc, tôi thấy cô em dâu bà vẫn còn gá vào thân cô vợ kế kia, hơn nữa lộ vẻ rất tức giận. Tôi liền hỏi, chị chồng cô đã tụng 3 bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho rồi, vì sao cô vẫn chưa đi đầu thai vào cõi thiện vậy? Cô phẫn nộ nói, mụ ấy tụng kinh cho tôi mà trong bụng còn lầm bầm rủa xả thế này. Đúng lý mì không được đầu thai, ai bảo lúc sống mì bất hiếu với mẹ ta làm chi? Vì vậy mà tôi không đi, để bọn họ đừng có tưởng là mình ngon. Ngay sáng đó, tôi gọi điện hỏi thăm bà Dương, quả nhiên là đúng y như vậy. Do cô em dâu cũ lúc còn sống hay làm cho mẹ chồng tức giận, nên bà Dương lúc tụng kinh quả thực đã không ngăn được niệm xấu khởi lên. Bà có thầm khởi niệm như vậy, nếu không phải vì em trai ta thì ta đây không thèm siêu độ cho mi đâu. Tôi phê bình tri kiến quá sai lầm của bà Dương, vì đã là đệ tử Phật thì đối với tất cả chúng sinh phải nên từ bi hỷ xả, có đâu lại buông chẳng nổi tâm sân hận như thế. Đây chẳng phải là trên đường tu hành tự dựng lên chướng ngại cho mình hay sao? Bà Dương đã biết lỗi, nói là hôm nay sẽ vì em dâu tụng kinh siêu độ lại, và bà hướng em dâu ngỏ lời xin lỗi. 3 ngày sau, việc này xem như đã giải quyết xong, cô vợ mới hồi phục bình thường. Đây là việc có thực, phàm muốn siêu độ cho ai, tất nhiên người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn, ít nhất thì trong thời gian siêu độ phải tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, người ăn thịt không phải đệ tử Phật, cho dù họ chỉ ăn ngũ tân thì dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh thì thập phương thiên tiên do hiềm kỵ mùi hôi thảy đều lánh xa. Hơn nữa, lúc tụng kinh tâm phải trụ vào kinh văn, không nên phóng tâm hướng ngoại. Nếu có chút phân tán phải lập tức kéo về, bằng không sẽ chẳng đạt được tác dụng siêu độ, phải biết giữ tâm một chỗ, việc gì cũng có thể thành. Sám văn. Đang mang thân phàm thì có lắm nỗi mê, ngoài phương pháp sám hối ra chẳng có cách nào hay hơn. Ngày nay phải cùng nhau phát tâm dũng mãnh, khởi ý sám hối. Sức mạnh của pháp sám hối không thể nghĩ bàn. Vua A Xà Thế phạm đại tội ngũ nghịch, nhưng sau biết sinh tâm hổ thẹn, ăn năn tự trách, nên tội nặng trả nhẹ. Pháp sám hối này khiến người tu hành được vui, an ổn. Nếu ai tự định thời khóa, dốc tâm nỗ lực, chí thành lễ bái sám hối, cho đến khi hoàn toàn trong sạch,
mà không cảm được mười phương chư Phật thì không có lý đó. Quả báo do ác nghiệp gây ra có ảnh hưởng rất đáng sợ, cần chịu khó sám hối. Giải thích: tội do duyên sinh, cũng do duyên diệt. Muốn biết nhân đời trước nhìn quả thọ đời này, muốn biết quả đời sau nhìn nhân gieo hiện tại. Hiểu rõ lý này thì không cần tìm cao nhân hỏi lung tung, mà tự mình cũng có thể quan sát nhìn ra nhân quả. Cần y theo lời Phật như pháp tu hành, không sợ khổ nhọc, chẳng sinh tâm lười, nỗ lực sám hối diệt tội, thì có thể tự chuyển biến vận mệnh, hóa giải mọi chướng ngại bủa vây trong đời sống, chuyển phiền não thành bồ đề. Tôi ví nghiệp lực như các dãy số của máy di động. Hễ người cần tìm thì bất kể bạn đi đâu, họ đều có thể thông qua số máy mà dò tìm ra bạn. Nghiệp lực đeo theo bạn cũng giống vậy. Cho nên mới có câu: chớ chê thiện nhỏ mà không làm, chớ nghĩ ác nhỏ mà làm. Bởi mỗi một niệm thiện, niệm ác đều tạo thành nhân gieo. Một khi thân tùy tâm động, nghiệp lập tức thành hình. Hiểu nhân quả có thực không dối, đối với ác báo biết hoảng sợ kinh hãi. Tất nhiên lúc nào cũng lo nhiếp tâm, không dám khởi ác niệm. Bởi vì địa ngục không phải là chỗ để bạn du ngoạn. Đã hiểu rõ sức mạnh vi diệu của sám hối thì phải nhanh chóng quyết tâm sám hối tội, tranh thủ diệt hết mầm ác đang tiềm ẩn trong tâm. Chúng ta từ khi sinh ra trong cõi dục giới này, vì chấp trước ái luyến mà biến thành ngu si. Do ngu si nên chìm đắm trong tình yêu nam nữ, hám danh mê lợi, sa vào đầm lầy ái kiến. Do vậy mà mất đi chánh lộ. Cũng do tham ái bị sân si mạng nghi trói buộc, vì vậy trôi lăn trong tam giới lục đạo, chìm trong biển khổ sinh tử chẳng biết hồi đầu, càng khó biết được nghiệp duyên kiếp trước. Đời này không những tự tạo đủ ác nghiệp làm ô nhiễm bản tâm, còn dạy người tạo ác tàn phá tịnh mệnh. Chẳng hạn như hướng dẫn người sát sinh ăn thịt, các chương trình gia chánh dạy giết vật chế biến, ca ngợi giết hoặc giới thiệu, chỉ điểm các chỗ ăn nhậu, uống rượu, tà dâm, xúi dục vọng ngữ, trộm cắp, nói phải thành trái, vân vân, đều thuộc tội phá tịnh mệnh người. Tự phá phạm hạnh. Phạm hạnh là pháp tu thanh tịnh, đoạn dâm dục. Tu phạm hạnh thành công sẽ sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Mình bị ái dục sai sử chẳng thể giữ, còn muốn phá phạm hạnh người. Việc giới thiệu hoặc hỗ trợ người đi hành dâm đều là phạm đại tội. Trong kinh Địa Tạng giảng, người trong thế giới ta bà, cử tâm động niệm, không chi là chẳng phải tội, không gì mà không là tội. Có những chuyện nhìn theo phàm phu thì thấy hỗ trợ người là tốt, nhưng nhìn theo con mắt xuất thế thì là tội. Thế gian như mộng huyễn, đều là không cứu cánh, mà pháp xuất thế là pháp chân chánh giúp người giác ngộ. Chẳng hạn như việc bạn giết gà mổ cá cho cha mẹ dùng. Nếu nhìn theo con mắt thế gian thì bạn là hiếu tử, nhưng nhìn theo pháp xuất thế ắt sẽ định là bạn phạm tội sát sinh, bao gồm cả tội giới thiệu hoặc mời thỉnh, xúi dục người ăn nhậu hải sản, vân vân. Vì vậy, khi báo, đài, các chương trình quảng cáo cho trình chiếu cảnh giết thịt làm thức ăn đều là tạo nghiệp trong vô hình mà không hay. Do không hiểu Phật Pháp nên ngu muội, thành ra làm việc thiện ác lẫn lộn không biết phân biệt. Hiếu thuận đương nhiên là tốt, tương lai bạn sẽ sinh được con hiếu thuận. Nhưng do bạn phạm lỗi sát sinh ăn thịt, tội này nhất định kiếp sau bạn phải đem thân hoàn trả. Vậy bạn nói xem, chuyện này có quan trọng không? Không ai phủ nhận nết tốt. Bạn đã tiết kiệm nhín nhúc để mua thịt cá, hải sản về cho cha mẹ dùng. Nhưng chính vì nghiệp sát này mà sẽ có một con hoặc vài con vật tìm đến báo oán và sẽ đầu thai làm con bạn, để tương lai chúng sẽ dồn bạn vào cảnh thống khổ tận cùng. Đến lúc đó, do bạn không hiểu nên sẽ khởi tâm oán trách trời, trách người. Vì sao một kẻ hiếu thuận như bạn lại sinh ra nghịch tử? Mà hoàn toàn không biết đó là do bạn tự làm, tự gánh. Thế nên đã muốn hiếu thuận cha mẹ đúng pháp trọn vẹn thì phải học thuộc câu Phật dạy: các điều ác không làm,
và sáng suốt hành theo. Đây mới là chánh đạo. Bạn cần khuyên cha mẹ giữ ngũ giới, tu thập thiện, niệm Phật. Đó mới là hiếu chân chánh. Sám văn. Lại từ vô thỉ đến nay, do thân khẩu ý tạo ra 10 ác nghiệp. Thân phạm sát đạo, dâm, miệng nói láo, nói lời thêu dệt, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, ý tham sân si. Mình tự làm 10 điều ác, còn dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm thập ác. Như thế, trong khoảng một niệm, tâm đã khởi 40 điều ác. Những tội như vậy, vô lượng vô biên. Ngày nay, sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích. Không những mình hành ác là tạo tội thâm trọng, mà cả việc tán thán, khen, xúi người làm ác đều là tội vô biên. Có ai mà không phạm qua? Thí như chúng ta xem phim võ thuật hay cảnh chiến tranh, nhìn các pha đấu đá chém giết tàn nhẫn, không ít người thốt lời tấm tắc bình luận tán dương là đã vô tình tạo tội rồi. Cũng thế, lúc ta xem phim tình cảm khiêu dâm hay đọc truyện tình dục, đa số trong lòng cũng dậy sóng, động niệm theo, chưa kể là có người còn bắt chước theo. Như khi xem phim, sách Đại đạo tặc Giang Dương, thần trộm hay phim Điệp viên 007 của Mỹ sẽ gieo ảnh hưởng xấu là trong đám khán giả, ắt sẽ có người bắt chước hành vi đạo tặc trộm cướp, làm y như phương thức giết người, đoạt đồ trong phim. Trong thực tế, đã có nhiều chuyện xảy ra mà báo chí từng đăng tin là bằng chứng. Các phim bạo lực, tình dục, diễn cướp, diễn dâm nhằm câu đông khách, hễ càng cháy vé, vé bán hết sạch thì nghiệp tạo càng lớn. Như vậy, cả ekip thực hiện phim đồi trụy này, tính từ nhà sáng tác, đạo diễn, tài tử minh tinh, tương lai sẽ phải vào địa ngục khó có ngày ra. Diễn viên mà diễn mấy cảnh này càng nhập vai sống động thì tội càng lớn. Trong giới điện ảnh, các diễn viên giành được giải Oscar, phần đông họ đều không hiểu tại sao gia đình mình thường bị mất hạnh phúc, bị tan dở đến quái lạ. Chẳng hạn như trong 8 vị ảnh hậu đoạt giải Oscar vừa qua, thì đã có 6 vị lâm vào cảnh phải ly hôn hoặc chia tay bạn tình. Người Tây Phương hoàn toàn không hiểu được là do bởi họ từng diễn quá xuất sắc các vai bất lương, khiêu dâm, đạo tặc, nên gia đình họ bị mất hạnh phúc. Việc này là do quả báo của nhân ác kia. Những tác phẩm và phim ảnh bạo lực gieo ảnh hưởng xấu tràn lan khắp nơi ta đều thấy. Như khi John Hinckley ám sát Tổng thống Mỹ Reagan, động cơ tấn công của y xuất phát từ lòng hâm mộ cuồng nhiệt dành cho nữ diễn viên Jodie Foster trong bộ phim Taxi Driver năm 1976. Bộ phim kể về âm mưu ám sát một ứng viên Tổng thống Mỹ và hắn đã mô phỏng bắt chước theo. Ngày 30 tháng 3 năm 1981, Hinckley mang theo súng và phục kích bên ngoài khách sạn mà Tổng thống Reagan đến dự hội nghị. Lúc 14 giờ 25, theo giờ Washington, khi Reagan vừa bước ra ngoài, John đã nã súng liên tục vào ông và các cận vệ. Tổng thống Mỹ bị thương nặng do viên đạn ghim vào ngực nên phải nhập viện phẫu thuật gấp, nhưng may mắn qua cơn nguy kịch và thoát chết. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2007, xảy ra vụ án giết người thê thảm nơi sân trường Đại học Bách Khoa Virginia ở Blacksburg, Mỹ Quốc, do hung thủ Cho Sung Hui, người Hàn Quốc, cũng là sinh viên Đại học Virginia. Y giết 32 người và làm bị thương nhiều người. Nhìn hình ảnh y cầm hai súng ngắn chĩa ra hung hãn, đây chính là ảnh hưởng từ phim bạo lực Old Boys của Hàn Quốc, bởi hung thủ rất mê và sùng bái phim này. Do vậy mà những nhà sáng tác, biên kịch hay đạo diễn trong thế gian cần ra những bộ phim giúp người hướng thiện. Làm được vậy, không những tạo công đức vô lượng mà còn lưu phúc sâu dày đến cháu con họ. Chỉ cần những băng đĩa này được lưu thế truyền lâu thì phúc của họ càng tăng. Phải biết sách, truyện, phim ảnh gây ảnh hưởng rất lớn. Bằng chứng là trong cuốn Thọ Khang Bảo Giám có ghi rõ:
Thi Nại Am viết ra tác phẩm Thủy Hử nổi danh lưu đời. Trong sách Toàn Tán Dương Tà Ác, Cổ Suý Nổi Loạn, Phạm Thượng, đối với sát đạo dâm vọng miêu tả tỉ mỉ. Ngay trong thực tế, ông đã chiêu lấy ác báo. Con cháu mình bị câm đến ba đời. Bản thân ông khi tuổi già còn bị tống vào thiên lao, thọ đủ thống khổ, bị trăm bệnh trói thân, sau bị lưu đày, sống đời túng bấn và chết vì thổ huyết. Riêng đại tài tử Kim Thánh Thán, nhân vật cuối đời Minh đầu đời Thanh, là kẻ văn hay thơ giỏi nhưng thường xuyên tạc kinh Phật, do gieo nhân phê bình chú giải, tán tụng Thủy Hử, Tây Sơn Ký, vân vân, là những sách dạy dâm, dạy cướp, ca ngợi tạo phản, mà sau này ông lãnh quả báo bị xử án chém đầu. Đây đều là do bất minh Phật Pháp nên mới để họa khởi từ tâm. Đáng tiếc cho một kẻ có tài, văn chương đầy bụng như Kim Thánh Thán, vì hành sai mà tự hại mình, còn di họa đến tử tôn đời sau. Trong cuốn Duyệt Vi Hiểu Đường Bút Ký, từng kể về Kỷ Hiểu Phong như sau. Mùa xuân năm Mậu Tý năm 1768, Kỷ Hiểu Phong nhìn bức họa săn bắn Phan Kỵ Xạ Miêu Đồ của bạn, liền nổi hứng đề một bài thơ ca ngợi và bày tỏ cảm giác thật sung sướng khoan khoái khi được uống máu vật trên khoảng sân đầy tuyết. Nào ngờ vào tháng 8 năm đó, ông bị cách chức xung quân lưu đày đến Ô Lỗ Mộc Tề phục dịch, do gieo nhân đề thơ ca ngợi săn bắn uống huyết tươi, làm thơ với mục đích mỹ hóa tô đẹp diệt sát sinh. Cho dù ông không đích thân giết cũng vẫn phải chịu báo ứng, bởi chính những câu thơ này đã cổ suý kích động bao người khởi thêm thấy biết hiếu sát sai lầm. Việc này nhắc nhở chúng ta chớ thấy ác nhỏ mà làm, nhân quả báo ứng chân thật không dối. Chuyện viết sách lập luận gieo ảnh hưởng đến trăm năm, thế nên về viết lách hay nói năng phát biểu chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng. Trong xã hội hiện nay, đạo đức ngày càng suy, đa số sách báo, phim ảnh đều dựa vào nội dung kích dục, bạo lực, giết chóc để câu khách, không hề biết việc làm này chiêu quả báo vô cùng nặng. Như tạp chí tình dục X đứng đầu Mỹ Quốc, người sáng lập là Flynn vào năm 1978 bỗng bị người bắn, tuy giữ được mạng nhưng đến nay vẫn bại liệt. Trong nước ta cũng có một vị viết tiểu thuyết tình dục dâm uế, vừa mới xuất bản thì té lầu, bị gãy cột sống và bại liệt, hôn mê suốt 25 ngày. Sau đó tỉnh dậy, ông tự thuật mình bị ở trong đường hầm hắc ám, dài thăm thẳm, không thấy bến bờ. Đây đều do y viết sách quảng bá tư tưởng bất lương, nên hiện đời mới lãnh họa báo của việc viết bài suối dâm, suối cướp. Nhưng quả báo thực sự nơi đời sau mới là khổ hết chỗ nói. Có một điểm cần cảnh tỉnh quý vị, tuyệt đối không nên giới thiệu người đến chỗ nào ăn nhậu, đừng chỉ nơi thưởng thức gà, vịt, hải sản, hoặc chỉ điểm những nhà hàng, tiệm quán có thức mặn trứ danh. Cũng đừng giới thiệu nơi bán rượu ngon, thuốc hút tốt, bởi vì đây đều là gieo nhân dạy người tạo ác nghiệp. Chúng sinh khổ là do có bạn phụ họa hướng dẫn lầm, giúp làm sai thêm, nên họ phải thọ đủ loại khổ báo. Vì vậy, bạn chắc chắn khó tránh khỏi luật nhân quả nghiêm phạt, và hậu quả còn nghiêm trọng, nặng nề hơn là đích thân bạn tự làm sai nữa. Mọi người chắc vẫn nhớ thuốc lá thơm hiệu Marlboro sản xuất từ năm 1950, được quảng cáo rất xôm tụ tại Mỹ Quốc và được bình là có ảnh hưởng cực lớn vì đã lôi cuốn vô số người, bao gồm thanh thiếu niên đổ xô vào hút. Vì có lợi nhiều nên công ty chế tạo thuốc lá này bành trướng đồ sộ. Nhóm người quảng cáo đã giúp cho thương hiệu Marlboro trở thành thương hiệu bán chạy nhất thế giới. Doanh số của Marlboro đã tăng từ 5 tỷ đô la Mỹ năm 1955 lên tới 20 tỷ đô la Mỹ năm 1957. Nhưng bản thân những người quảng cáo thì sao? Năm 1976, đài truyền hình Anh Quốc
từng phỏng vấn 6 vị quảng cáo nổi danh trong đó. Bọn họ niên kỷ chưa già, nhưng thảy đều bị bướu phổi, giãn phế quản, và mấy năm sau thì nối nhau tạ thế. Vì họ quảng cáo trông rất uy vũ, anh tuấn sành điệu, khiến giới thanh niên nhìn thấy là ngưỡng mộ, rất muốn noi theo để được sang trọng, lịch lãm giống họ, và lầm cho hút thuốc là việc tốt, hợp thời đại. Cuối cùng thì cả nhóm quảng cáo này bị quả báo tổn hại sức khỏe, vướng đủ loại bệnh phổi nghiêm trọng. Suối hút thuốc là hành vi hại người, vậy thì làm sao bản thân họ có thể bảo toàn sức khỏe được? Theo nghiên cứu khoa học, hiện nay thì thuốc lá là độc chất gây nên hàng loạt bệnh, bao gồm cả ung thư, góp phần làm ngắn tuổi thọ con người. Do thuốc lá hại chết người nên ai hút là đang tự giết mình dần mòn. Chưa kể những người chung quanh khi hít phải khói thuốc bị di lụy trầm trọng vì họ nhiễm độc nặng hơn. Thế nên dạy người hành thập ác, tán dương thập ác, sai lầm này rất lớn. Trong xã hội hiện nay còn có nhiều nhân vật nổi danh nhưng lại trắng trợn ca ngợi, tuyên bố đồng tính luyến ái, tình một đêm là hợp lý. Họ chấp nhận chuyện đổi vợ, đổi chồng, còn hô hào cổ suý, yêu cầu được hợp pháp hóa các hành vi tà dâm này. Không những họ làm bại hoại nghiêm trọng phong khí xã hội mà còn đầu độc tư tưởng, di hại đến vô lượng vô biên chúng sinh. Thế thì khi họ lãnh quả báo sẽ là ôm trụ đồng nóng đỏ rất thê thảm. Đây chính là những người đáng thương mà Phật đề cập đến vậy. Có những luận thuyết tùy hỷ đối với ác hạnh rất ngu si, như có người cho rằng đi mua vui, chơi gái có trả tiền đàng hoàng, không phải là tà dâm. Để cảnh tỉnh những người đến tàn bạo chết sớm. Lục Hiếu Chánh ở Ung Châu vốn là một viên quan nhỏ nhưng có danh tiếng. Vào khoảng năm trinh quán đời Đường, gia đạo tương đối bình an, xung quanh khuôn viên nhà ông khá rộng rãi. Lục Hiếu Chánh là một kẻ không những nhỏ mọn, không thể dung người, mà tính tình còn tàn nhẫn, bạo ngược đối với các sinh vật. Những kẻ ăn người ở trong nhà ông, nếu ai lỡ làm điều gì bất như ý, thì ông liền chửi mắng, đánh đập. Còn đối với loài động vật thì lại càng không biết thương yêu bảo vệ chúng một tí nào. Một hôm, bỗng dưng ông nhìn lên một cây ăn quả trước nhà, thì thấy trên cây có một tổ ong mật, liền sai gia nhân di chuyển tổ ong đó đến một nơi khác. Thế nhưng, các con ong mật vẫn tụ lại làm tổ trên cây ấy mà không chịu dời đi. Hiếu Chánh rất tức giận, liền sai gia nhân nấu nước sôi, rồi xách một xô nước đầy trút ngay lên tổ ong. Đáng thương thay, hàng trăm con ong mật lớn nhỏ nhất thời đều bị vong mạng một cách oan uổng. Thế rồi, vào khoảng tháng 5 năm sau, trong lúc khí trời nóng bức, Hiếu Chánh đang nằm nghỉ trong phòng, thiêu thiêu nhắm mắt ngủ một cách sảng khoái, quên hết mọi sự đời, thì hốt nhiên có tiếng vo vo, vo vo. Ông đưa tay lên chùi qua miệng thì cảm thấy đau đớn như tim phổi đều bị tê liệt. Thì ra, một chú ong mật to bự từ đâu bay đến, lợi dụng lúc ông đang ngủ say, xuất kỳ bất ý, đốt một phát vào môi ông. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ môi miệng đều sưng phồng lên đỏ au. Thế là ông kêu đau liên hồi, làm kinh động đến gia nhân. Đoạn, ông cho người đi mời thầy thuốc đến, rồi dùng thuốc thoa vào vết cắn cho tiêu độc. Ai ngờ, chất độc của con ong này vô cùng lợi hại, khiến miệng càng sưng to lên, làm tắc nghẽn cả cuống họng, không ăn uống gì được. Mặc dù thuốc dùng điều trị vừa uống vừa thoa, nhưng vẫn không có kết quả. Thầy thuốc lắc đầu nói, chỉ sợ nọc độc đã công phá tới tim rồi. Qua ít hôm sau, thân thể ông tiều tụy, không còn ra hình dáng gì nữa. Bấy giờ, bỗng nhiên ông nghĩ lại việc đã qua, từng tàn sát rất nhiều ong mật một cách oan uổng, cho nên mới chuốc lấy cái khổ ngày nay. Đáng tiếc, sự hối hận ấy đã quá muộn. Ông từ từ nhắm mắt, rồi vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Sét đánh kẻ tham tàn. Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm, có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời Đường, có một nhân sĩ ở Trường Hà Bột Hải, tên là Phong Nguyên Tắc. Anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được Quan Lộc Tự Đại Phu mời trông coi việc đầu bếp. Bấy giờ gặp lúc vua Vu Điền của Tây Phiên là Quý Tân đến triều cống. Quan Lộc Tự Đại Nhân thiết yến đại khách.
Sau khi đại yến, còn dư gần 100 con dê, vua Vu Điền bèn bảo Nguyên Tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên Tắc nhận lời ủy thác của người, lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực. Không ngờ, bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta, thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mổ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, Nguyên Tắc đã quên bẵng nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc đại quan quý nhân giao trách nhiệm trông nom công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nỗi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa Tuyên Nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sấm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc. Một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành. Khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn sét không kịp là Nguyên Tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngoẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem, thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt, nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu me chảy lên láng. Đây há không phải là Phong Nguyên Tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? Người quen biết thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán, cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai bắn nhầm con mình. Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biếc một màu. Có thể nói, anh chàng Ngô Đường này không những đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của Ngô Đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiễn thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu, nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra. Bất cứ loài mãnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có sừng. À, thì ra đây là một con hoẳng. Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm, mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung, rồi buông dây. Phập một cái, trúng đích. Con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy. Mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột, nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng, rồi tìm đường lẩn tránh. Thế là Ngô Đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm, đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại. Đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con, liền lập tức buông tên. Con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương, nằm quỵ xuống đất. Hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của Ngô Đường vẫn chưa cho là đủ. Bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó, liền dương cung buông tên. Con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra. Nhưng mà tiếng kêu thê thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người. Vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình. Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng văng vẳng trên không trung truyền đến. Này Ngô Đường, ngươi đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời. Trong lúc không đề phòng thì bỗng dưng một con mãnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp, cắn lìa cánh tay mà Ngô Đường. Nguyên nhân không ngờ có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật Pháp, bà rất tin. Xin sư phụ quan sát dùm xem, bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này.
Hòa thượng Diệu Pháp hỏi. Bà ngày trước ở nông thôn mà. Dạ, con vốn ở dưới quê, sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố. Lúc bà còn ở dưới quê, trên mái nhà bếp có một tổ chim yến, bị bà chọt rớt phải không? Dạ phải, tổ yến làm ở phía trên, rất là dơ bẩn, vì vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống. Sau đó thế nào? Chim yến về thấy tổ biến mất, buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp, rồi lượn vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu, sau đó không biết nó đi đâu nữa. Hòa thượng Diệu Pháp khai thị. Tất nhiên, bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa, thích hợp hơn để dời tổ yến. Nhưng bà lại hành động thô bạo, khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về. Phật giáo luôn nói, chúng sinh bình đẳng, vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người. Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao? Hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở. Tử cư sĩ như bừng tỉnh, gật gù nói phải. Sư phụ lại hỏi. Bà là người rất tiết kiệm, biết quý tiết tài vật. Hãy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ, thì lượm đem về, tích trữ, dồn cất cho nhiều, rồi đem bán ve chai lấy tiền. Có việc này chăng? Nữ cư sĩ hỏi ngược lại. Con không có hề trộm, đoạt của ai, chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền, vậy mà cũng có tội hay sao? Ta không nói có tội. Chiếu theo gia cảnh nhà bà, đời sống rất sung túc. Lẽ ra, bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượm. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá, mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên từ bi hỷ xả, phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp. Sư phụ nói rất là đúng. Con chỉ nghĩ đơn giản rằng, vật người khác ném bỏ, thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm là uổng phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài. Từ nay, con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. Lỗi bà phạm tuy nhỏ, nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh, vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ, bà cảm thấy tốt hơn chưa? Nữ cư sĩ hiểu ra, có vẻ ngạc nhiên, và vui mừng nói. Ôi chào, con thật sự đã khỏe nhiều rồi. Toàn thân thoải mái. Những kẻ buôn người. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi, nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc, thường hay lường gạt, ép giá, nên cô từ đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn, cùng thương nghị với lái buôn, đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ, nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân, nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược, nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân,
mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988. Mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổng mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hữu Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngủ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách, Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó thì Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông làm vợ. Bang và Nghĩa giới thiệu rơm rã về Bình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo, không học vấn. Nếu như một trong hai người này không chê bỏ, thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong ánh nhìn Hán Hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã Bang và Nghĩa nhìn thấu hết. Hữu Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nghiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bang và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hữu Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bang và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Côn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói, nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát, thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên Đại Lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu, chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên la hét khóc than, làm ầm náo đến chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về Đại Lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng gầy ốm, cuối cùng thì suy sụp hay ngất. Qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa
thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hắc Hà trả về cố hương của nàng. Đến nay, sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói, người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Bang và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái Đại Lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ, thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại, đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cưng nghiến răng, nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắt bần cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạng mồ hôi. Hôm sau, thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau, vì vậy họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ, đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không khỏe, thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân, họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tiết đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm gầy đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người, Lâm, Ba. Những điềm mộng báo trước. Lời tác giả. Xin giải thích. Đây là chuyện kể về những giấc mộng báo trước nạn tai xảy ra trên thế gian, do một pháp hữu của tôi nằm thấy, rất có giá trị và đáng để chúng ta tham khảo, vì có ý nghĩa rất lớn đối với việc biến hóa thế nhân. Xin hãy đọc và rút ra những tinh hoa để sống tốt, cũng như phổ biến những điều hay này. Nguyện mọi người đều tin sâu nhân quả, siêng năng đoạn ác tu thiện. Tất cả đại nạn phát sinh trên đời đều do ác nghiệp chung của mọi người tạo trong quá khứ đã chín mùi mà chiêu cảm nên. Nếu như ngay đây, mỗi người tự biết phản tỉnh sám hối, đoạn ác tu thiện, thì có thể chuyển cộng nghiệp thành biệt nghiệp, khiến ác báo trong quá khứ chẳng có thể trổ mà không thọ ác quả. Quan trọng là ta không được tái phạm lỗi cũ, không tiếp tục tạo ác nữa. Chúng ta hãy phát nguyện từ phút giây này về sau, thề đổi mới bản thân, làm lại từ đầu, chân thành sám hối, bỏ xấu huân tốt, dứt sát ăn chay, phóng sinh, rộng hành thiện nghiệp, nghiêm giữ năm giới, tự nhiên đời sống sẽ cát tường bình an. Nguyện mọi người nỗ lực tu sửa bản thân trong sáng, để cuộc sống luôn rạng rỡ hạnh phúc. Đây không phải là bài văn của đương sự, tôi chỉ là người viết thay, sau khi được thuật giả kể ra câu chuyện và ủy thác nhờ phổ biến dùm. Bây giờ mời bạn đọc nghe câu chuyện kể của người trong cuộc. Hiểu rõ chân tướng địa chấn.
Nhiều năm nay nước tôi thường xảy ra tai nạn, đặc biệt là mấy năm gần đây. Vấn Châu liên tục bị đại chấn, Ngọc Thụ cũng bị địa chấn. Lục lội giáng toàn quốc, khí hậu lạnh nóng thất thường, tai nạn liên biên. Mấy ngày trước, Nhã An Lô Sơn phát sinh địa chấn, việc này đã khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ, mình cần phải đem những điều đã thấy trong mộng phổ biến ra, cũng là để báo đáp đại ân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chắc chắn, sẽ có nhiều người phản cảm với những điều kể trong mộng, sẽ cho đây là lời hoang đường, vô căn cứ. Cho dù quý vị khinh rẻ, xem thường những gì tôi kể ra, đối với tôi cũng không hề chi. Tôi chỉ hy vọng, chỉ cần trong số độc giả, có được ít người chịu hồi tâm hướng thiện, như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Trung tâm của vũ trụ vốn là tình thương, là lòng đại bi. Có lòng yêu thương nhân ái, con người và vạn vật mới sống với nhau thuận thảo, hài hòa. Nghĩa là, ta không làm gì xâm phạm môi trường thiên nhiên, mà luôn trân trọng bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ, từng sinh mạng của người và vật. Nếu mọi loài sống hài hòa như vậy, thiên hạ sẽ thái bình. Phật Pháp giảng, vạn pháp giai không chi, có nhân quả bất không. Tận hư không khắp pháp giới vốn là đồng thể, đều là anh chị em. Đối với núi sông đại địa, khoáng sản và động thực vật, chúng ta phải có lòng trân quý, ái tiếc. Nếu làm tổn thương, chúng ta sẽ nhận quả báo dồi dược. Đây chính là luật nhân quả, căn bản của vũ trụ, là thế giới quan vô hạn lượng. Bây giờ chúng ta phải động não, chịu khó tư duy, để nhận chân vấn đề cho thấu đáo. Vì sao nhân loại đối với thiên nhiên không ngừng phá hoại, chiếm đoạt, và luôn gặp phải bão lũ cuồng phong, do thiên nhiên đáp trả lại? Trong tạng truyện Phật giáo, có một cuốn tên là Mộng Du Già. Trong đây liệt kê có ba loại mộng. Loại một là thường nhân hay nói, ngày nghỉ làm sao, đêm chiêm bao như vậy. Cho nên, các giấc mộng này hoàn toàn không có ý nghĩa, không rõ ràng, và không logic. Loại hai do nghiệp lực tạo trong quá khứ hiển thị qua mộng, chẳng hạn như đương sự thường mộng, thấy bị người truy sát, vân vân. Loại ba, do công phu tu hành đạt đến cảnh giới cao, tâm định phát dụng, hoặc được thần linh báo mộng, mộng này cần hồi đủ ba điều kiện. Một, có trí huệ bẩm sinh, tức là trí huệ do nhiều đời tu hành tích lũy. Hai, có công phu thiền định tương đối cao, ra khỏi bùn nhơ và bất nhiễm chính là thiền tối cao. Ba, do phúc báo hành thiện nhiều đời tích lũy thành. Loại mộng thứ ba luôn thấy rất rõ ràng, giống hệt như đang xảy ra ban ngày vậy. Phật giáo gọi mộng này là thanh minh mộng cảnh. Đây là linh mộng, thường xuất hiện sau 3-4 giờ sáng. Mộng này liên quan đến chân tướng vũ trụ nhân sinh. Các vấn đề này trong cuốn Đại Đức Đích Tương Quang Luận Thuật có giảng giải rất cụ thể và tỉ mỉ. Trước khi tường thuật các giấc mộng dự báo địa chấn, tôi nghĩ mình nên nói một chút về chuyện động vật, hay đến báo mộng, thỉnh cầu phóng sinh. Đây là cảnh mà vài pháp hữu của tôi cũng thường thấy. Hàng năm, cứ bắt đầu vào xuân, là loài rắn thường đến báo mộng cho tôi, xin tôi hãy đi phóng sinh chúng. Nhưng năm ngoái, chúng báo mộng vào cuối năm, còn báo mộng cho chồng tôi nữa. Có lúc, chúng báo mộng cho tôi liên tục suốt 3 đêm liền, xin tôi hãy phóng sinh con chúng trước, rồi sau đó mới thả chúng. Cuối cùng, chúng còn nói, nếu tôi phóng sinh chúng rồi, chúng sẽ rất tri ân, còn nếu như không thả, tâm báo oán của rắn rất mạnh. Xem ra động vật cũng rất yêu con mình, dù là độc xà, song những con rắn này lúc sinh thời có một số đã từng là người tu hành, cho nên rắn rất có linh tính. Chỉ vì tâm sân quá nặng, cho nên bị đọa lạc làm rắn, chính tâm sân cực mạnh đã sản sinh ra độc độc. Rắn cũng có một số là tiểu long hóa hình, là loài rồng nhỏ này vẫn có khả năng khuấy động địa cầu,
gây ra tai nạn. Chúng có thể trở thành long thần, hộ pháp đắc lực cho người tu, nếu chúng phát tâm quy y Phật. Tình nguyện hộ vệ Tam Bảo. Các động vật khác cũng thường báo mộng cho tôi, kêu tôi hãy cứu chúng. Thường thì con vật báo mộng ngày thứ nhất là hôm sau ở ngoài đời thực, tôi sẽ gặp chúng. Trễ lắm thì ngày thứ ba cũng gặp loài động vật này, tình cảnh giống hệt trong mộng. Một lần nọ, có hai đội thiền nguyện đi phóng sinh, một đội thả cá chép và một đội thả ba ba. Tôi không tính đi, nhưng có chuẩn bị chút tiền gửi cho đội phóng sinh ba ba. Trong tâm, chỉ có ý tưởng vậy thôi. Nào ngờ tối hôm đó, ba ba báo mộng, kêu tôi hãy đi thả chúng, còn dặn tôi ngồi xe xuống trạm nào nữa. Trong mộng, còn thấy rõ cảnh đội trưởng thả cá chép đang nói chuyện với người khác. Bên cạnh còn có xe tải lớn. Ba ba còn dặn tôi phải dùng tay che mặt lại, đừng để cho trưởng đoàn thấy tôi. Chúng bảo, cô thả chúng con sẽ được phúc, các con của cô rất ngoan, dễ dạy, và tình cảm hai vợ chồng cô sẽ rất đầm ấm. Các động vật trong mộng còn kể cho tôi nghe chúng chết làm sao. Hồi làm người đã tạo ác nghiệp gì, luôn nói là chúng sẽ rất mang ân khi được phóng sinh. Mà thực vậy, loài vật rất có tâm biết ơn. Tôi từng phóng sinh hồ ly. Vậy mà ba lần trong mộng, chúng đã đến thăm tôi, bày tỏ niềm trân quý, thân thiết, thậm chí còn báo trước cho tôi biết rất nhiều việc sắp xảy ra. Chúng có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh tai nạn nào. Chẳng hạn như cuối tháng 6 năm ngoái, hồ ly đã báo mộng cho tôi, nói là tháng 7 sẽ có đại tai nạn. Kết quả, ngày 21 tháng 7, Bắc Kinh phát sinh lục lội khủng khiếp. Còn như trước khi Nhật Bản xảy ra đại địa chấn và sóng thần, thì loài cua đã báo trước cho tôi. Trong mộng, tôi thấy chúng lộ vẻ kinh hoàng lúng túng, từ đáy đại dương ngoi lên bảo tôi. Ngày thế giới diệt vong đến rồi. Hôm sau, tôi kể cho chồng nghe là sẽ có địa chấn và sóng thần. Kết quả ba ngày sau, phát sinh địa chấn tại Nhật Bản. Những động vật báo mộng này rất có linh tính. Chúng biết rất nhiều về chân tướng sự thật của vũ trụ, không như con người chúng ta, vẫn tưởng và cho là động vật, là ngu si, không có lý trí. Tôi đã 11 lần mộng thấy ngày thế giới mạt, bắt đầu từ cơn địa chấn tại Vấn Châu. Hoạn nạn này là do chúng ta sát sinh quá nhiều mà chiêu cảm nên. Có nghĩa là, từ cơn địa chấn Vấn Châu đã khởi sự cho thấy thời kỳ thế giới mạt. Nhưng nói tận thế hay thế giới diệt vong không phải là địa cầu sẽ nổ, sẽ bị hủy diệt hay nhân loại chết sạch hết, mà có nghĩa là tai nạn sẽ xảy ra rất nhiều, rất khủng khiếp. Tận thế là dứt kiếp của người ác, có nghĩa đây là thời điểm trả báo đến lúc diệt vong chung của kẻ tạo nhiều lỗi, khi quả đã chín mùi thì báo tới. Tai nạn chung chính là cộng nghiệp khiến người ta đồng thọ báo chung. Trong mộng còn nói rõ, thế nhân đều biết năm 2012 là bắt đầu thời thế giới mạt, nhưng con người vẫn có thể sửa đổi, chuyển hóa bằng thiện nghiệp. Song, nếu như chúng ta vẫn sát sinh không ngừng, tùy tiện tạo đủ nghiệp ác, thì sẽ rơi vào ngày mạt trên thế giới này. Đây là kết quả của việc sống làm lỗi mà nhân loại phải tự gánh. Những năm gần đây, tai nạn xảy ra liên miên bất đoạn, bao gồm địa chấn đang xảy ra đương thời. Đặc biệt là loài thủy tộc biết trước rất rõ. Cách đây không lâu, cá chạch đã báo mộng cho tôi, nói do nhân loại ăn thịt thủy tộc và động vật rất nhiều, tất nhiên để rửa hận, chúng sẽ gây nên một trận ôn dịch, báo oán, khiến những kẻ sát hại chúng bị mạng vong. Trong mộng, chúng còn cảnh báo rằng, lãng phí một chén cơm sẽ bị đói và giảm thọ một ngày, giết một con gà vân vân sẽ giảm thọ một năm. Báo mộng Nhã An Lô Sơn bị địa chấn. Trước khi Lô Sơn bị địa chấn chừng 2-3 tháng,
Một buổi tối, tôi có mộng thấy cảnh địa chấn nhưng mơ hồ, nên không nghĩ là nó sẽ xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Vào đêm Lô Sơn địa chấn, trong mộng cảnh báo rằng nạn này là do rắn, một loài rồng nhỏ báo thù. Bởi vì chúng ta ăn con cái thần dân của chúng quá nhiều, tâm oán hận của loài long xà rất mãnh liệt, cho nên chúng sẽ báo thù rất mạnh. Ở Tứ Xuyên, do con người sát sinh quá dữ, nên tai kiếp khó tránh, vì vậy mà cả hai lần địa chấn đều xảy ra ở Tứ Xuyên. Trong mộng còn nhắc nhở mọi người, năm nay phải nên phóng sanh thật nhiều rắn, hơn nữa phải thường đi chùa, tu thân, tạo đức, mới có thể tránh được tai nạn sau này. Nhưng, nếu như con người cứ tiếp tục sát sinh, nước tràn Kim Sơn Tự. Tháng 7 năm 1997, Chu nữ sĩ là giáo sư đại học cùng chồng lên Ngũ Đại Sơn bái Phật. Trong dịp tình cờ, nghe đồn hòa thượng tu hành uyên thâm, liền đến thỉnh giáo. Chu nữ sĩ khoảng 32-33 tuổi, người cao vừa tầm, da trắng gần, trên sống mũi đeo một cặp hiến gọng vàng, phong độ thanh nhã. Chu nữ sĩ kể, đôi mắt cô từ nhỏ không được tốt, luôn có cảm giác nóng như bị lửa đốt, cơn đau cứ ẩn hiện hành hạ. Vì đôi mắt này mà song thân cô đã ưu tư rầu lo rất nhiều, tốn biết bao nhiêu tiền bạc nhưng không trị khỏi. Sau đó, trong thời gian qua Mỹ du học, cô cũng đi khắp nơi tìm thầy, nhưng không cách chi trị hết. Nghe Chu nữ sĩ kể bệnh tình xong, sư phụ nhắm mắt lại. Một lúc sau, ngài kể ra câu chuyện rất thú vị, mà ngay cả tôi cũng không dám tin. Sư phụ nói, các con biết câu chuyện truyền thuyết Bạch Xà, nước tràn Kim Sơn Tự chứ? Chúng tôi đáp, dạ biết thưa thầy. Hồi nhỏ chúng con đã xem qua tác phẩm này, sau đó còn xem phim nữa. Sư phụ nói, người ta, ai cũng cho rằng, đây chỉ là câu chuyện thần thoại hư cấu viết ra. Nhưng trong lịch sử, quả thật có chuyện này. Nhiều loài vật trải qua năm dài tháng rộng tu hành sẽ phát thần thông. Nhất là loài sống lâu năm. Đây tuyệt chẳng có gì kỳ lạ. Bạch Xà hóa hiện thành cô vợ họ Bạch là bởi trong quá trình tu luyện, ả chưa đoạn trừ tâm dâm, nên lầm rơi vào đường tà, cứ bám chấp vào mục tiêu truy cầu tình yêu nam nữ ở nhân gian. Nhưng quy luật thiên nhiên không cho phép người và súc sống chung, có hành vi loạn luân như vậy. Cho dù xã hội hiện nay có văn minh tân tiến, quan niệm thoáng đến đâu chăng nữa, thì luân lý cũng khó dung. Trong truyện Bạch Xà, hòa thượng Pháp Hải ngăn cản Bạch Xà là do phát xuất từ tâm đại từ đại bi. Bởi nếu Bạch Xà không chấm dứt ngay hành vi loạn luân, thì ngày sau sẽ phải hối hận thống thiết. Vì tương lai, ả sẽ bị hủy hết đạo nghiệp ngàn năm và phải đọa vào địa ngục. Sư Pháp Hải đem Bạch Xà nhốt dưới tháp Lôi Phong, thực tế là để giúp ả tiêu trừ tâm dâm, cho ả bế môn tu hành, tự kiểm điểm, nhìn ra lỗi mình. Nhưng trong truyện Bạch Xà, tác giả đã viết hoàn toàn sai lệch. Vị sư Pháp Hải từ bi lại bị diễn tả thêu dịch thành giống như ác ma. Tác giả biến Phật, Bồ Tát thành kẻ bất thông tình lý, tận sức hủy pháp, bán tăng, gieo rắc ái tình diệm ảo trong nhân gian, ca ngợi quỷ tà, tô hồng tình yêu, sùng bái ái luyến cực độ, hoàn toàn không lưu tâm giữa người và súc sinh có khác biệt hẳn hoi. Tác giả đã dùng ngòi bút bất minh lý làm chánh tà điên đảo, hướng dẫn người phỉ báng Phật giáo, khiến họ mê muội theo. Đây chính là làm trái nhân quả.
phải quấy chẳng phân, uống thẳng thành công, người mắt sáng vừa xem là thấy rõ ngay. Hòa thượng ngưng một chút, rồi nói tiếp. Vì sao tôi nhắc lại câu chuyện này cùng quý vị? Bởi vì đôi mắt bệnh của Chu nữ sĩ có liên quan đến cổ sự này. Cô ta đã từng tu niệm theo pháp Phật, nhờ đức hạnh hộ trì Phật giáo mà chiêu cảm quả báo tốt, rất cần hiểu rõ nghiệp tội của mình đã làm. Câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tự kể là Bạch Xà, Thanh Xà vì không nghe lời Hòa Thượng Pháp Hải khuyên răn, nên đã hỗn chiến cùng ông. Dùng thần chú kêu gọi thủy thần, nổi gió, dâng sóng, làm nước ngập Kim Sơn Tự. Thuở đó, thủy thần không hiểu sự lý, nên làm sai, lại nhè trợ ác hành nghịch, dâng nước ngập Lục Chùa, khiến thiên thần hộ pháp nổi giận. Thiên thần bèn dùng lôi quang đánh thủy thần. Khi hỏa châu sắp đánh vào mặt, thủy thần thân thủ vốn nhanh nhẹn nên đã kịp lặn xuống nước đào nạn, nhưng đôi mắt cũng bị tổn vì lôi quang đã thương, đau đớn khó chịu. Bộ hạ của thủy thần vội lấy giải băng mắt cô lại, gấp rút hộ tống đưa cô đến ngôi Tiểu Am trên núi, gian cầu một vị hòa thượng có công phu giỏi trị bệnh chữa giúp dùm cho. Nhưng khi thủy thần tháo băng mắt ra, thì hòa thượng tu hành nhiều năm này bị nét kiều mị tuyệt diễm của thủy thần hấp hồn, khiến ông ngất ngây, rồi cứ nhìn sững như hóa đá. Lập tức tâm ái luyến phát sanh, một điểm khởi sai là công phu tiêu hết. Do vậy hòa thượng trị bệnh không thành công. Thủy thần trong cổ sự chính là Chu nữ sĩ đời nay. Do đôi mắt kiếp trước bị nạn, dẫn đến nguyên nhân bệnh mắt đời này. Vì hòa thượng kiếp xưa, nhìn thấy thủy thần bỗng khởi phàm tâm, nay là chồng cô. Chẳng phải bây giờ phu quân rất yêu thương, quan tâm, lo cho cô hay sao? Nghe những lời hòa thượng Diệu Pháp nói, mọi người đều hưng phấn, nhìn chăm chăm vào đôi vợ chồng này. Chu nữ sĩ có vẻ rất kích động khi biết rõ câu chuyện. Giờ nghe hòa thượng hỏi, cô quay qua nhìn chồng thật lâu, thật đầm thắm, và cười cười, xác nhận. Dạ đúng vậy, ông xã ông rất quan tâm và lo cho con, giống hệt như là ổng đang chăm con nít vậy đó. Người chồng có vẻ lúng túng, ông khẽ mỉm cười, rồi cúi mặt xuống, không nói gì. Kế đó, sư phụ bảo hai vợ chồng họ. Hai con phải đến đại điện sám hối tội nghiệp xưa, làm nước ngập Kim Sơn Tự, cho dù không phải chủ ý của thủy thần, nhưng vì vô tri mà thành ra trợ ác, tội không nhỏ đâu. Từ đây về sau, phải thường lạy Lương Hoàng Sám và năng tụng Kinh Địa Tạng, đôi mắt nhất định sẽ lành. Sư phụ lại quay qua bảo chồng nữ sĩ. Con vốn là một người chân chất, tu hành đàng hoàng, nhưng mỗi lần đến thế gian đều không buông được tâm ái dục, nên công phu xem như bị thiệt. Đời này hai con đã nối tiếp tiền duyên, kết làm vợ chồng, càng phải cùng phát tâm, ngay một đời này nhất định phải siêng tu giới định huệ, chứng đắc vô thượng bồ đề. Ngưng một lát, hòa thượng nói tiếp. Có thể con chẳng tin chút gì về cổ sự ta kể. Thế nhưng khi về, chỉ cần làm y theo những lời ta nói, thành tâm sám hối, thì sẽ có hiệu quả. Một tuần sau, vợ chồng Chu nữ sĩ đến bái kiến hòa thượng. Vừa gặp mặt, tôi đã thấy đôi mắt cô ấy sáng long lanh, nhìn rất có thần, các mạch máu trong tròng trắng cũng không còn nữa, trông cô hết sức tươi tắn, rạng rỡ.
dù hai vợ chồng này đối với câu chuyện sư phụ kể lòng rất hoài nghi, nhưng họ vẫn quyết định sám hối chân thành y như lời ngài khuyên. Nào dè, lúc đến trước Phật đường sám hối thì cô bỗng cảm giác có một luồng khí mát mẻ xâm nhập vào mắt, làm cho mắt cô rất dễ chịu. Từ nhỏ đến giờ, đôi mắt cô chưa từng có qua cảm giác tuyệt vời đến như thế. Cảm thọ này khiến cô nhận ra mình chính xác đang được Phật lực gia trì. Do vậy mà cô vững tin câu chuyện sư phụ kể là có thật. Chồng cô cũng bị chấn động sâu sắc. Hai người ngày tối đó tại Tân Quán Khách đã cùng chí thành tụng kinh Địa Tạng sám hối tội lỗi của mình. Sáng ra khi mở mắt, cô thấy nhãn thần của mình không còn nóng đau nữa. Điều này làm họ kinh ngạc và vui mừng vô kể. Thế là hai vợ chồng hàng ngày tụng kinh Địa Tạng tha thiết sám hối. Hiện nay mắt cô Chu đã lành hoàn toàn, thời gian quay về cũng đã đến. Họ đặc biệt tới cảm tạ và bái biệt sư phụ, còn bày tỏ rằng sau khi về Đài Loan sẽ mỗi ngày dành thời gian lễ tụng lương hoàng sám. Chu nữ sĩ còn một vấn đề nan giải, xin thỉnh giáo sư phụ. Cô thưa, nếu như khi về con bị người hỏi làm sao mà trị lành được đôi mắt thì con phải trả lời làm sao đây? Vì con không thể nói mình chữa trị ở y viện nào, lại càng không thể thố lộ đời trước mình là thủy thần trong chuyện Bạch Xà từng dâng nước làm ngập Kim Sơn Tự. Nếu con giải thích như vậy, thiên hạ không nói con điên mới là lạ. Câu này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Sư phụ đáp, rất đơn giản, con cứ nói mình tại Ngũ Đài Sơn tụng kinh bái Phật mà được lành. Dù đối với sư phụ tôi tin tưởng 100%, nhưng khi nghe ngài kể về câu chuyện này, lòng tôi không thể không có chút hoài nghi, bởi thời thơ ấu tôi từng nghe người lớn nói, chuyện Bạch Xà chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Sao giờ đây lại có thật được? Không những vậy, hiện thời còn có một thủy thần tái thế bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt tôi nữa chứ. Thế nhưng, mấy ngày sau, kết quả thực tế đã khiến tôi tiêu tan nghi hoặc. Bằng chứng là đôi mắt Chu nữ sĩ rõ ràng đã hoàn toàn hồi phục. Lúc đó, người biết việc này tối đa chỉ có 6-7 vị. Tôi mong rằng một ngày nào đó, nếu Chu nữ sĩ tình cờ xem đến cuốn sách này, sẽ không đem lòng giận tôi. Được vậy là quý lắm rồi. Cho dù khi tường thuật lại sự kiện này, các tên thật đều được tôi thay đổi, nhưng rốt ráo là tôi chưa có xin phép, chưa có chút đồng ý nào của cô mà đã mạo muội tiết lộ. Nếu như câu chuyện này khiến các bạn có được nhận thức tốt và hiểu biết sâu hơn đối với nhân quả và Phật Pháp, thì công đức này là của vợ chồng cô. Cầu mong hai người sớm chứng thánh quả. Ngày đây, tôi cũng hy vọng các cư sĩ đại đức có văn tài cao, có thể dùng ngồi bút tuyệt vời của mình viết mới lại truyện Bạch Xà theo quan điểm Phật giáo và ghi thêm câu chuyện tái thế tình duyên của thủy thần. Nếu như không hiểu rõ về Bạch Xà, Thanh Xà, Hứa Tiên, chúng ta sẽ cầu giúp đỡ nơi Hòa Thượng Diệu Pháp, và cũng có thể đem câu chuyện chân thực, chứ không phải sai lệch này, dựng thành phim truyền hình diệu tập, như điện ảnh Đài Loan đã từng công diễn chuyện đời Ngọc Lâm Quốc Sư trong tái thế tình duyên vậy. Hy vọng truyện Bạch Xà viết lại này sẽ là tác phẩm tốt giáo dục người, đồng thời cũng khôi phục lại danh vị xứng đáng cho Hòa Thượng Pháp Hải. Đây cũng là một việc công đức vô lượng, đến như lai lịch Hòa Thượng Pháp Hải. Người ưa câu cá. Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó đâm vào môi, vào lưỡi của mình, thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi. Nghĩa là, dù thế nào, người ta cũng không có cách nào chịu nổi. Nhưng, nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui. Câu không biết mệt. Thậm chí, còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa. Cái lý luận câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường. Đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng
trắc ẩn. Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá. Ông là hội viên của câu lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển thả câu, vừa câu vừa uống rượu nhắm với mồi ngon, thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp, sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng đề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu, không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Ban. Hôm đó là chủ nhật, A Ban cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó, tân khách đến dự chật cửa, yến tiệc hết sức sang, có đủ thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng. Muốn ăn gì đều có nấy, thực khách hưởng dụng thỏa thích, nhưng vẫn không sao ăn hết. A Ban ưa ăn cá và nội tạng. Nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to, ông rất khoái. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua thì A Ban bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quáng dùng tay kéo ra, nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể. Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên, nên vội chạy qua phụ giúp. Nhưng hai mắt A Ban đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới nửa đường thì ông tắt thở. Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại yết hầu ra. Chính ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt, cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng vào yết hầu của A Ban. Lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá, xuống đến cổ A Ban nó bị ép ló ra, cho nên khi A Ban càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này, tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của A Ban. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá, thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ, nhìn cảnh hai mắt A Ban trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho A Ban là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Tị Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân. Dương thi sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày, cứ chạng vạng tối là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió. Tối đó khoảng 11 giờ, ông dự tang lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi, cho dù có nhắm mắt, ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn, thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn. Trước đây,
ông chưa hề thấy qua. Để tránh rơi xuống sông, vì đang lái ở tốc độ 120 km/h, nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe tốc độ cao thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành. Duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa là vết té phía trên lẫn phía dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu 7 lần mà vẫn không khép lại. Vẻ khâu xong, đến lúc cắt chỉ, thì hai khóe mép của ông lại lở loét sưng phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ túi tân tẩm hóa chất để may cho kính. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lở loét. Hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay. Ngót mấy tháng, ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lở vậy. Hôm nọ, vợ ông như lệ thường đến thăm, vô tình buộc miệng nói: "Ôi trời ơi, miệng ông há to như vậy, giống hệt miệng con cá mắc câu à." Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh, giống như một lời cảnh báo, khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều khéo rách miệng cá, làm cho nó lở loét cả vòm miệng. Bây giờ ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là ông cùng với vợ vội mang đèn hương đi đến chùa, đối trước Phật ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ, từ hôm đó trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn lở sưng nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa. Từ đó hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu, có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp hòa thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ 3 năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà 4 người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại, hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả 4 người đều hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót 3 năm. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục, lên Ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai: "Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy?" Nghe sư phụ hỏi, cả nhà 4 người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói: "Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống." Sư phụ nói: "Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian vạn khổ tạo dựng nên, còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ,
Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, Hòa Thượng Quở: Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm, khuyên dạy chúng, nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được Hòa Thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa: Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lành thay, lành thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh.